Chị Lê Trần xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội cùng với sự góp mặt của bác sĩ Chính Mai, bác sĩ gia đình và đồng thời cũng là một vị bác sĩ luôn luôn trong cái công việc là hướng dẫn bệnh nhân sau khi trước và sau khi giải phẫu, trước và sau khi nhập viện và xuất viện. Dạ vâng. Đúng không? Và có thể điều trị trong bệnh viện. Dạ vâng. Khi mà trước khi vào phần quảng cáo thì chúng ta đã nói về những cái vấn đề khó khăn cho người bệnh nhân, cho cái người bác sĩ cũng như người y tá trong cách điều trị, trong những cái phương cách điều trị cho bệnh nhân, và cái sự góp ý của gia đình nó cũng góp một phần rất là quan trọng trong đó. Tuy nhiên bây giờ chúng ta nói riêng về những bệnh nhân đang trong thời gian mà ở trong bệnh viện thì có những cái vấn đề mà giống như là khi mà Julie làm ở bệnh viện thì cũng có nhiều người gọi nói là Julie tại sao nửa đêm không cho bệnh nhân ngủ mà tại cứ sao cứ phải mấy một tiếng sau lại phải đo máu, một tiếng đo áp huyết, một tiếng sau lại phải đo nhịp độ, rồi chưa kể là mỗi sáng phải lấy máu, có cần thiết hay không? Thực sự thì đa số các bệnh nhân ở trong bệnh viện thì cái chuyện đó là rất là cần thiết. Dĩ nhiên là người ta đã làm những cái nghiên cứu, những cái chứng cứ rõ ràng là nếu mình đo huyết áp trong vòng 4 tiếng hay là đo huyết áp mỗi 4 tiếng hay là đo huyết áp mỗi 6 tiếng thì cái tỷ lệ thành công trong điều trị nó cao hơn. Wow. Tại vì sao? Là tại vì mình có thể phát hiện sớm những cái chuyện là hạ huyết áp hay là cao huyết áp quá thì điều chỉnh nó sẽ tốt hơn. Thì dĩ nhiên là không có ai thích nằm bệnh viện hết. Tại vì mấy cái máy nó kêu bíp bíp hoài. Xong rồi nửa tiếng hay là mấy tiếng mấy cô y tá lại vô lại gõ cửa một lần thì các bác hay rất là khó ngủ. Nhưng mà chuyện đó là cần thiết, và cần thiết để điều trị cho sức khỏe của các bác để được sớm xuất viện. Bác sĩ Chính, khi mà mình chỉ có những người nào đã bị nằm trong bệnh viện rồi mới hiểu được cái cảm giác của nằm trong bệnh viện. Thì khi mà mình nằm trong bệnh viện như vậy đó, hầu hết các bệnh viện tại Hoa Kỳ đều phải theo cái nguyên tắc của bệnh viện. Dạ vâng. Thì đối với người nhà, làm cách nào để mà tạo cho cái sự chăm sóc cho bệnh nhân được dễ dàng đối với các bác sĩ cũng như y tá? Tại vì đôi khi có những gia đình họ cũng ở lại qua đêm với bệnh nhân, thì cũng có cá nhân Julie cũng đã biết được, cũng đã thấy rõ là cũng có rất là nhiều người thân trong gia đình yêu cầu hơi nhiều với lại y tá để mà cung cấp cho họ những cái sự comfort, những cái điều kiện để cho họ ở trong đó họ được thoải mái. Tuy nhiên xin quý vị nhớ rằng mình đang ở trong bệnh viện. Đôi khi những cái đó cũng rất là khó khăn cho y tá và cho các y tá. Bác sĩ Chính có ý kiến gì trong điều này? Thì thật sự mà nói đó thì mình phải nói là mình cảm ơn nước Mỹ là cái điều kiện chăm sóc y tế quá tốt. Ba mẹ Chính vẫn mỗi lần đi nằm viện về vẫn thấy mình rất là may mắn. Thì cái điều đó là mình cảm ơn nước Mỹ. Thì quay về cái vấn đề điều trị đó thì ở đây bệnh viện luôn sẵn lòng và sẵn là cố gắng giúp cho quý thân nhân cũng như bệnh nhân cái điều kiện tốt nhất có thể. Đó, tuy nhiên là cái trong bệnh viện thì cũng chật chội, cũng không có đủ giường ngủ đồ này nọ thì cố gắng làm, nhưng mà cái ưu tiên một vẫn là điều trị cho bệnh nhân tốt hơn. Thì một trong những cái vấn đề mà chúng tôi vẫn khuyến khích người nhà của bệnh nhân là nên ở lại với bệnh nhân là vấn đề tâm lý, vấn đề nhiều một số các bác, các anh chị lớn tuổi thì có cái những cái bệnh mà cái vấn đề người nhà đó ngồi nói chuyện với bệnh nhân đó là cực kỳ quan trọng. Để giúp cho cái healing process, cái nghĩa là người bệnh lành bệnh nhanh hơn. Thì chúng tôi vẫn khuyến khích những cái chuyện đó và trong cái điều kiện cho phép của bệnh viện. Cái thứ hai nữa đó, chị Julie có nhắc tới cái chuyện là người nhà hay hỏi hay là tham gia điều trị với đội ngũ nhân viên y tế. Điều đó tốt. Chúng tôi khuyến khích cái chuyện là mình hợp tác với nhau trên cái phương diện điều trị. Tuy nhiên là cái vấn đề về mặt chuyên môn, thì chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị một cách đầy đủ nhất những cái thông tin
về cái tình trạng bệnh của bệnh nhân, cũng như những cái option về điều trị, tức là những cái phương cách điều trị có thể, thì chúng ta cùng có quyết định trên đó. Người Việt của chúng ta thì có một số các cái thói quen là hay nghe người khác nói người điều trị như thế này, điều trị như thế nọ. Thì nếu mà nó thật sự mà nó đúng trong cái trường hợp đó thì chúng tôi cũng cũng rất là sẵn lòng để làm những cái chuyện đó, miễn là tốt cho bệnh nhân. Tuy nhiên có một số các những cái thuốc và những cái thuốc nó không có tác tương tác thuốc với những cái thuốc trong bệnh viện, nó không có đúng đó, thì chúng tôi phải ngưng, phải ngưng, và chúng tôi khuyên bệnh nhân là nên tôn trọng cái ý kiến chuyên môn của cái người thầy thuốc, bởi vì cái điều đó nó tốt cho quý vị, cho người thân của quý vị. Cái trường hợp nào thì có những cái trường hợp mà đến cuối đời hoặc là đến cái cuối giai đoạn của bệnh thì cần phải đưa bệnh nhân vào một cái nursing home hoặc là SNF hoặc là hospice. Thì đó là ba cái địa điểm mà có lẽ là bác sĩ Chính cũng giải thích cho quý khán giả biết rõ là đến lúc nào thì giai đoạn nào mình phải đưa vào nursing home, giai đoạn nào mình phải qua SNF hoặc là của giai đoạn nào mình qua hospice. Dạ vâng. Thì thì như thế này, chúng ta ai cũng thương cha thương mẹ hết, thương người nhà hết. Nhưng mà tới một lúc nào đó các bác lớn tuổi đó mà bị bệnh nặng quá đó, phải cần cái sự chăm sóc thường xuyên hơn. Thì chúng ta ai cũng phải đi làm, hoặc là chúng ta cũng phải ai cũng có cái điều kiện là có một cái người nào đó ở nhà giúp cho cha mình, mẹ mình hay bà con mình. Thì lúc đó cái tỷ lệ mà nếu mà quý vị để các bác ở nhà đó, thì cái khả năng các bác bị té, bị ngã hay là bị những cái không có uống thuốc đầy đủ, nó nhiều quá đi. Thì lúc đó chúng tôi khuyên là đi nên vô cái nursing home. Cái điều này đó, người Việt của mình thì có một cái tâm lý, ảnh hưởng tâm lý rất là lớn. Có nghĩa là thực sự là tài chính cũng đang chăm sóc một số bác ở nursing home. Thì các bác mặc dù rất là thương con, các anh chị rất là thương ba mẹ. Nhưng mà cũng ít nhiều cũng có cái cảm giác là ba mẹ mình bị bỏ rơi, hay là các bác có cảm giác là bị bỏ rơi trong nursing home. Thì chúng tôi xin thưa là cái điều đó nó hoàn toàn nó không có đúng. Tại vì ở nursing home đó, mình có cái điều kiện chăm sóc tốt hơn, có nhiều nhân viên y tế hơn, có phòng vật lý trị liệu ở một bên, và người nhà có thể thăm các bác bất cứ lúc nào. Thì nó sẽ tránh được rất là nhiều những cái vấn đề rủi ro. Té ngã hay là uống thuốc không đủ, tiểu đường lên cao hay là huyết áp lên cao, thì chúng tôi sẽ làm rất là tốt ở nursing home so với ở nhà, hiểu không? SNF thì lúc nào mình cần sử dụng cái SNF? SNF là skilled nursing facility. Thì đó, là cũng tương tự tương như tự nursing home, nhưng mà có nhiều cái điều kiện hơn, ví dụ như chăm sóc về các quý vị phải dùng thuốc bằng đường truyền, tĩnh mạch, kháng sinh lâu dài, hay là thuốc hoặc là tập vật lý trị liệu lâu dài với các bác mà bị mà stroke hay là bị tai biến mạch máu não, thì cần phải điều trị vật lý trị liệu lâu dài, thì chúng tôi khuyên nên tới SNF. SNF. Thưa quý vị, đa số người Việt Nam của chúng ta thường nghe về nursing home nhiều hơn. Nhưng mà họ cho đó là viện dưỡng lão. Thì cái viện dưỡng lão ở bên Mỹ này không phải là chỗ mà viện dưỡng lão mà các bác hoặc các bệnh nhân bị bỏ rơi. Giống như là bác sĩ Chính đã trình bày với chúng ta, thì chúng ta cũng không nên để cái vấn đề mà đưa bố mẹ hay đưa người bệnh nhân vào nursing home là một điều mà mình làm là không có lòng yêu thương người nhà hoặc là không có muốn chăm sóc cho người nhà. Cái đó, khi mà quý vị làm việc, điều đó là một cái cách mà chúng ta tránh cho những cái sự rủi ro như bác sĩ Chính đã trình bày, là những cái sự rủi ro có thể đưa tới cho bệnh nhân bị té ngã hoặc là không uống thuốc đầy đủ, hoặc là có trường hợp gì đó mà chúng ta không có ở nhà, rồi thì làm cho cái bệnh của người bệnh nhân nó còn nặng hơn và có thể là đưa tới cái sự rủi ro nhiều hơn. Và vì thế cho nên chúng tôi mong rằng cái buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ cởi mở một chút xíu nào đó cho những cái vấn đề tâm lý mà người Việt Nam của chúng ta nói riêng thường hay gặp phải, để mà chúng ta có thể giúp đỡ cho cái người bệnh nhân, giúp đỡ cho người thân của chúng ta một
và đồng thời giúp đỡ cho chính bản thân của chúng ta nữa, để không có bị rơi vào cái tình cảnh gọi là khó, bị stress nhiều quá, căng thẳng và vì mình không lo được cho gia đình. Xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn để cùng chia sẻ bác sĩ Chính về những chứng bệnh nào mà chúng ta sẽ cần phải đưa tới hospice.